Trong một đêm giông bão trên vùng biển Somali nguy hiểm nhất thế giới, có một nhóm cướp biển man dợ đã bắt được hàng loạt con tin có thân phận vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến chính trị của thế giới. Biết được điều đó, bọn chúng đã bắt cóc họ, lợi dụng để tống tiền chính phủ với con số 300 triệu đô la Mỹ, thậm chí còn quay lại clip để tỏ ra sự hống hách không sợ trời sợ đất của mình. Nhưng bọn chúng lại không hề biết rằng, con thuyền mà chúng đang giam giữ con tin đã bị một biệt đội lính đánh thuê nhắm đến và bao vây xung quanh. Lúc mà tên thủ lĩnh cướp biển đang há mồm ra cười vì tưởng sẽ nhận được tiền, thì hàng loạt tia súng laser đã chĩa vào bọn chúng ngay từ bên trên tầng lầu. Lúc này thanh niên đần còn không biết rằng những tia laser này chính là phát súng giết chết bọn chúng, nên vẫn cứ tò mò nhìn tia laser chiếu vào người mình mà khoái. Sau đó hắn ta ngẩng lên hỏi đích danh đám người bên trên là ai, nhưng đội trưởng lính đánh thuê là Bernay lại vô cùng bình tĩnh: nếu bọn chúng còn chống đối thì cho cả lũ đắp chiếu tại chỗ luôn. Nhưng một thành viên trong đội lính đánh thuê là Gunner lại không nhịn được sự khiêu khích của tên thủ lĩnh cướp biển. Mặc kệ sự ngăn cản của Bernay, anh liên tục xả súng vào đám người cướp biển bên dưới. Không ngờ điều này lại châm ngòi cho một cuộc chiến vô cùng lớn. Thấy tình hình không ổn, Bernay liền ra lệnh cho đồng đội xả đạn khói xuống bên dưới, sau đó bắn vỡ hết tất cả các bóng đèn. Sau đó thì bọn họ đeo kính phản quang vào để xác định đối tượng. Bọn cướp biển không nhìn thấy phương hướng, chỉ đành đứng im chịu trận, chết như ngả dạ sau những phát xả đạn của đội quân lính đánh thuê. Trực diện tấn công, một trong những đám cướp biển đó làm liều, định cầm con dao chọc tiết con tin. Đội lính đánh thuê sợ bọn chúng làm liều, vì còn rất nhiều con tin đang chịu sự khống chế. Thế là Bernay và Chis đành dụ dỗ hòa giải nhẹ nhàng với bọn chúng, nhưng với tính cách ngỗ ngược lênh đênh cướp biển của chúng thì dễ gì mà đồng ý, lại còn gào mồm lên chửi nữa. Con tin cũng sợ đái mẹ cả ra quần rồi. Thấy không thể thuyết phục được bọn mất não này, Bernay liền chủ động bằng phát súng đầu tiên để đồng đội cùng nhau tấn công bảo vệ con tin. Quả nhiên còn chưa đến 5 giây, tất cả bọn chúng đều đã đi vào giấc ngủ thiên thu. Cuối cùng nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành. Nhưng đúng vào lúc này, Gunner lại đứng bên trên lầu, anh có ý định sẽ treo cổ tên cướp biển này để cảnh cáo những kẻ khác. Điều này đã khiến cho Bernay tức giận, nên đã ra lệnh bảo Gunner hãy dừng lại và không được làm như thế. Nhưng anh ta lại ngông cuồng chống lại đội trưởng của mình. Điều này khiến cho tất cả thành viên trong đội đều sững sờ. Thấy Gunner hành động thiếu suy nghĩ, Tiểu Lý liền lặng lẽ đi đến gần Gunner ngăn chặn lại hành động điên rồ của mình. Không ngờ Gunner với lợi thế cơ thể to khỏe hơn đã lật ngửa Tiểu Lý dí sát vào phía lan can đối diện. Nhưng đúng lúc này thì Bernay đã đứng ngay phía sau Gunner từ lâu và chĩa súng vào đầu anh ta, ra lệnh nếu không rút lại con dao trên cổ Tiểu Lý thì anh sẽ bắn vỡ sọ thằng báo đời này. Anh ta mới cất con dao đi. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, Chis nhanh chóng vui mừng đi đến nhà cô bạn gái. Không những thế, anh đã đem theo một chai rượu vang vô cùng đắt đỏ. Chis còn cẩn thận chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn cho cô bạn gái. Nhưng không ngờ trong lúc Chis đang tràn trề hy vọng về mối quan hệ này, thì bỗng nhiên bên trong phát ra tiếng gọi của một thanh niên lạ mặt. Thế là rõ ràng luôn, không còn nghi ngờ gì nữa, Chis đã bị ẻm người yêu cắm sừng. Không những thế, hai người còn sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Ẻm cố giải thích cho Chis hiểu là đó không phải bạn trai mới của cô mà chỉ là một thằng BD mà thôi, nên cả hai sống cùng nhau hoàn toàn không có chuyện gì. Chis tất nhiên là tin thế, éo nào được, nhìn thằng bồ mới của ẻm nó men lì thế kia cơ mà. Nói chung thì giờ chỉ còn cái nịt mà thôi. Còn bên này, nhờ phi vụ thành công giải cứu con tin lần trước mà Bernay gặp được một người bạn làm trung gian, đi đến gặp một người đàn ông ở nhà thờ và nhận nhiệm vụ mới. Tất nhiên là tiền công thì cũng không hề nhỏ. Ngay sau đó Bernay cũng đi đến nhà thờ, quả nhiên đã có một người đàn ông đầu bóng hơn đít nồi đang đợi anh. Ông ta có biệt danh là Kền Kền. Ông ta muốn Bernay dẫn dắt đội hình của mình đi đến một hòn đảo nhỏ tên là Valera, sau đó ám sát một vị tướng ở đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một khoản hoa hồng khổng lồ trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Bernay nghe xong thì đồng ý ngay lập tức. Miếng mồi ngon như thế sao để thằng khác nó cướp mất được. Ngay sau đó, Bernay lái xe đi tìm đồng đội của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng đối với họ thì cũng chỉ là con ruồi đậu trên đĩa xôi mà thôi. Vì trong nhóm người của họ ai cũng đều là người có máu mặt và có những biệt tài riêng biệt vô cùng đỉnh cao. Họ đều là những cao thủ vô cùng xuất sắc. Trong đó có một người mà đội trưởng Bernay tin tưởng nhất, đó chính là Chis, người thanh niên vừa bị bạn gái cắm sừng. Tuy nhiên thì anh vẫn ức chế chuyện đó, nên khi nghe Bernay đề nghị, Chis cũng không có hứng thú mấy với nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thì họ là đồng đội, nên anh có không muốn thì vẫn cứ phải thực hiện cùng nhau. Anh em nối khố. Còn Gunner sau khi nghe chuyện này thì vô cùng hứng thú, nhưng với cái đầu hành động không có não của mình, Bernay đã khuyên anh ở lại vì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Hơn nữa, hành động chống đối đội trưởng lần trước, cộng cả việc anh ta đang nghiện ma tóe lòi mồm ra, càng khiến cho Bernay có lý do không cho Gunner tham gia chiến dịch lần này. Điều này khiến cho anh ta cay lòi kèn và lập tức bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Bernay cùng với Chis bay đến hòn đảo Valera để xem xét tình hình ở đó trước. Hai thanh niên giả dạng nhà điều học đến tham quan hòn đảo xinh xắn này, vì thế mà cũng dễ dàng qua mắt được hải quan ở đó. Khung cảnh và con người nơi đây vô cùng yên bình, không giống như vừa trải qua một trận chiến nào đó. Nhưng đến khi Bernay và Chis cùng nhau đi vào thị trấn, từ xa có một chiếc xe công nông
chở hàng loạt những tên lính quân đội vô cùng hách dịch. Vừa đặt chân xuống dưới đất, bọn chúng đã cầm theo vũ khí, đàn áp người dân, hất tung những sạp hàng hoa quả. Ai mà kháng cự lại thì sẽ giết chết ngay lập tức. Điều này đã được Burney và Chis chứng kiến được tất cả, và quay lại bằng máy quay vô cùng sắc nét. Trong đó có một người đàn ông mặc vest đen, cầm đầu bọn lính trông vô cùng khả nghi. Chắc chắn ông ta là một nhân vật nào đó có sức ảnh hưởng, thì mới điều khiển được đội ngũ quân đội như vậy. Sau đó Chis và Burney cùng nhau đi vào một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi, thì vô tình gặp một cô gái tên là Lacey. Sau một hồi đàm phán, Burney và Chis cũng thuyết phục được Lacey cho mình đi nhờ xe, đồng thời thăm dò quân đội của bọn chúng. Trên đường đi, Lacey nói với hai người rằng hòn đảo này vốn từng là một nơi yên bình xinh đẹp, nhưng chỉ đến khi có một nhóm người doanh nhân người Mỹ đến, mua chuộc các quan chức cấp cao ở đây. Sau đó lợi dụng lợi thế địa hình, bọn chúng hiên ngang lập ra một tổ chức chuyên buôn bán ma túy kiếm các dòng tiền bẩn. Không những thế, mỗi tháng chúng còn đến từng nhà dân, nơi buôn bán sầm uất để cướp bóc, giết người, đòi tiền thuế thường xuyên. Nếu chống cự thì sẽ bị ăn kẹo đồng ngay lập tức. Rất nhiều người dân không chịu được cảnh này, đã đứng lên chống đối, nhưng kết cục thì cũng bị bọn chúng bắn chết ngay tại chỗ. Từ đó cuộc sống người dân ở đây vô cùng cực khổ, làm chẳng được bao nhiêu, mà lại phải đi cống hết tiền cho bọn đầu trâu mặt ngựa đó. Thấy Lacey có vẻ thân thuộc với nơi này, Burney liền nhờ cô chở mình đi vòng quanh căn cứ của vị tướng quân Gaza. Ông cũng chính là người bị tổ chức buôn ma té khống chế mà không thể làm được gì. Còn Chis thì sẽ đi bộ dò thám những nơi lân cận, nhưng vừa đi qua thung lũng, Burney đã phát hiện nơi đây không có lính gác, nhưng có những hàng rào thép gai vô cùng chắc chắn. Còn chưa kịp châm cứu được gì, thì từ phía xa, một nhóm lính tuần tra đã phát hiện ra bọn họ. Lacey vội vàng bảo Burney không được manh động để cô giải quyết, nhưng cái bọn mất não này thì có quan tâm gì? Bọn chúng chỉ cần biết, nếu có người đột nhập vào căn cứ thì sẽ bắt hoặc bắn chết không tha. Nhanh chóng Lacey và Burney đã bị bọn chúng đàn áp đến không ngóc đầu lên được. Nhưng đúng lúc này, một con dao phi tiêu đã bay thẳng vào mặt mấy tên lính. Hóa ra là Chis, anh đã kịp thời ngăn cản họng súng của bọn chúng chĩa vào đầu Burney. Sau đó hai bên bắt đầu cuộc hỗn chiến kịch liệt. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình, Burney và Chis đã cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý. Một thằng lính kéo cổ Lacey và giơ súng đe dọa, thì bị Chis phi tiêu cho nó đắp chiếu ngay tại chỗ. Sau đó cả ba người nhanh chóng lên xe tẩu thoát, vì sớm muộn gì bọn chúng cũng đuổi theo mà thôi. Không ngờ được trong lúc này, Burney và Chis lại vô tình biết được rằng Lacey chính là con gái của vị tướng quân Gaza đang bị tổ chức ma tóe khống chế kia, và cũng chính là người mà đội của Burney nhận nhiệm vụ phải bảo vệ. Nhưng không ngờ được lúc này, bọn người của tên trùm ma túy cũng đã đuổi theo bọn họ. Khi nhận được thông báo khẩn cấp, bọn chúng liền huy động một đội quân và vũ khí hạng nặng, lên đường đuổi theo đám người Burney. Lúc này Burney cũng nhanh chóng thể hiện trình độ báo đời tổ lái của mình, vượt qua hết tất cả các ngõ ngách đường phố. Và nơi mà anh đang muốn đến chính là cảng biển, nơi mà có máy bay của đội anh đậu ở đó. Bên đám người kia cũng quyết tâm xới cả thị trấn lên đi tìm nhóm người Chis và Burney. Sau khi đến bến tàu, Chis dẫn theo Lacey lên máy bay trước, rồi Burney sẽ ứng phó và đi sau. Đến khi vào trong khoang an toàn rồi, thì Lacey lại rửng mỡ và nói rằng mình sẽ không đi đâu hết. Điều này khiến cho con vợ Chis cay lòi kèn, nhưng không còn thời gian nữa, anh đành phải kệ con mẹ Lacey, rồi một mình lên máy bay đi đón Burney nữa. Lacey thì nhanh chóng chạy trốn luôn vào mấy con xe gần đó. Burney bên này sau khi hạ gục được đám người bảo vệ hải quan cũng nhanh chóng rút lui. Anh chạy nhanh ra phía cảng nhưng lại éo thấy máy bay của Chis đâu cả. Chis vừa khởi động máy bay vừa ra hiệu cho Burney hãy bám vào bên càng của chuyên cơ. Vào giây phút họ bị quân đội của tên trùm cầm súng dí sát đít, thì Burney cũng kịp thời bám vào cửa, nhưng su là bay con mẹ nó xuống dưới biển. Bên dưới là áp lực của nước cứ bắn như điên lên mặt, bên trên thì bị bọn đầu khất nó xả súng. Thế là vào phút thứ 90, Burney đã dùng hết sức mình để trèo được vào trong cabin máy bay. Chis thấy vậy mới bắt đầu điều khiển chuyên cơ dần dần bay lên cao. Cuối cùng thì hai người cũng an toàn rời khỏi đó. Sau đó họ đi đến một bến tàu gần đó. Quả nhiên bọn chúng đang mai phục ở đây vô cùng đông. Với hàng loạt vũ khí siêu cấp VIP Pro, Chis đổi chỗ cho Burney để anh điều khiển hướng đi, còn mình thì chui lên đầu mũi máy bay, cầm theo khẩu súng máy hạng nặng. Sau khi Burney ra hiệu lệnh sẵn sàng tập kích, cũng là lúc máy bay bay thẳng vào nơi mà bọn chúng đang mai phục ở đó. Sau hàng loạt pha xả đạn cực căng của Chis, một động tác vô cùng đẹp mắt khi Chis đứng bám một tay, còn tay thì cầm súng liên tục bắn vào chỗ mà đám người đó tụ tập đứng đông đúc. Burney cố ý lượn vòng quanh trên đầu bọn chúng để tưới một cơn mưa xăng dầu xuống bên dưới mà thuận nước đẩy thuyền. Chis ở trên cao cũng liên tiếp xả đạn lửa, khiến cho toàn bộ bến cảng ngay sau đó đều lũ lượt bị nổ tung, không còn một cái nịt nào cả, cháy đen như con chó thui. Họ thành công bùng phá, còn đám người của tên trùm thì bị thiệt hại một lực lượng không hề nhỏ. Tên trùm ma túy vô cùng tức giận về điều này, không những thế mà ông ta còn đến để tra vấn tướng quân Gaza, trách lại camera từ thời điểm Burney và Chis bắt đầu lên đảo. Với con mắt lươn lẹo của mình, hắn ta một mực khẳng định rằng hai người họ có sự giúp đỡ của con gái tướng quân Gaza. Nếu không chỉ dựa vào hai người Burney và Chis thì làm sao có thể đả thương nặng quân đội của mình như thế, trừ khi đây đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng khi ông vừa đi khỏi thì tên trùm liền đàm phán với một sát thủ khác để đối phó với đám người của Burney. Không thể ngờ được rằng người đó chính là Gunner. Hóa ra từ khi Burney không cho anh ta tham gia chiến dịch thì Gunner đã ngấm ngầm ghi thù anh và quyết tâm lật đổ cả đồng đội của mình. Đúng là anh em cây chuối.
Lần này tên trùm giao phần thưởng cho Gunner là 100 triệu đô la Mỹ, nếu anh ta có thể giết chết hết sát thủ của đội quân Expendable của Burnley, thuận lợi con đường làm ăn của tên trùm. Ở bên này, sau khi Burnley trở về từ đảo Valera, thì cũng đã cùng Cheese và Tiểu Lý cùng ngồi lại, và châm cứu về thân phận của tên trùm ma túy đó và những người liên quan khác. Hóa ra tên trùm đó là James Monroe, từng là một đặc vụ của CIA, luôn làm việc theo lệnh của kền chính là chớt. Nhưng gần đây, lương tâm trỗi dậy, hắn ta đã bị tiền khống chế, buôn lậu và xuất khẩu ma túy trái phép, không những thế còn mua chuộc hết các quan chức cấp cao ở đó, chiếm dụng đất để làm công việc kinh doanh ma túy của mình. Điều này khiến cho kền chớt vô cùng tức giận, nhưng vì tên trùm ma túy dêm này từng là thành viên của CIA với ông nên kền chớt không tiện trực tiếp ra tay trừ khử, thay vào đó thì ủy thác cho Burnley và biệt đội Expendable của mình. Nhưng Burnley cũng đã hiểu rõ được ý đồ của chớt, trong khi đó thì Lacey đã bị tên trùm dêm bắt sống, tưởng chị trốn vào trong con xế nào đó an toàn rồi, mà cuối cùng vẫn bị chúng nó tóm cổ lôi về. Tên trùm cũng biết được Lacey là con gái của tướng quân Gaza, nên hắn ta liền lợi dụng điểm này để nhốt Lacey vào ngục tối, sau đó hai tên đàn em của hắn trói cô nằm ngửa lên trên bàn, trói tay trói chân rồi bịt mặt, sau đó trực tiếp đổ xăng lên mặt của Lacey để đe dọa cô. Lúc này tên James mới hỏi Lacey về tung tích của hai người đàn ông đi cùng cô lúc sáng, nhưng cho dù có bị tra tấn đến thế nào, Lacey cũng không hé răng nói một lời nào cả. Burnley thì vẫn muốn cứu Lacey, nhưng Cheese thì không, anh quá mất niềm tin vào đàn bà nên đã từ chối. Nhưng Tiểu Lý thì khác, anh luôn tôn trọng người già trẻ con và phụ nữ, nên đã quyết định đi cùng với Burnley. Nhưng không ngờ được, họ vừa ra khỏi gara thì đã có một đội nhóm bám sát theo sau, đó không ai khác chính là Gunner và thuộc hạ của James. Khi phát hiện ra Burnley, bọn chúng liền bám đít đi theo sau. Hai người lái xe xuống dưới gầm cầu thì bất ngờ bị pháo tập kích dữ dội. Burnley ngay lập tức nhấn ga tăng tốc thoát hiểm, yểm trợ cho Tiểu Lý phản công. Anh liền nhảy ra khỏi xe, tấn công đám người Gunner từ phía sau. Burnley nhân cơ hội lái xe bỏ chạy, để đảm bảo an toàn cho Tiểu Lý, dưới sự bao vây và đánh chặn của Gunner và những người khác. Burnley liền lái xe vào một nhà máy bỏ hoang, nhưng do tốc độ quá nhanh, đạp phanh không kịp, Burnley đã đâm sập một tầng gác ở trên, khiến nó lập tức sụp đổ. Bản thân Burnley cũng bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiểu Lý nhanh chóng nhảy lên bục cao, sau đó đu người bằng dây xích đạp cho Gunner đang ngơ ngác như chó lác một trường, sau đó trực tiếp tấn công bằng những cú đấm cú đạp siêu thần trường. Nhưng cho dù Tiểu Lý có nhanh nhẹn dứt khoát đến đâu, thì cũng bị Gunner chiếm ưu thế. Sau một hàng loạt cú đạp của Tiểu Lý, Gunner đã dùng hết sức mình, nhấc bổng Tiểu Lý lên, định úp sọt anh vào cây sắt trước mặt, thì đột nhiên một viên đạn từ đâu bay tới, khiến anh ta bất động ngay tại chỗ. Tiểu Lý cũng vì thế mà thoát chết. Hóa ra là Burnley đã tỉnh dậy sau đống đổ vỡ đó. Phản bội đồng đội là hành động không đáng làm người. Nhưng dù tức giận đến thế nào thì viên đạn ban nãy mà Burnley bắn chỉ trúng vào bả vai của Gunner, chỉ lệch chút xíu là có thể trúng tim rồi. Đây cũng chính là cơ hội anh dành cho Gunner, vẫn muốn níu giữ chút tình cảm anh em, nên lúc này Gunner nhận ra điều đó. Anh ta đã nói hết sự thật và kế hoạch của tên trùm James cho Burnley biết. Ngay sau đó, Burnley và Tiểu Lý lập tức lái xe đến sân bay của họ. Nhưng hai người lại không ngờ được thì Cheese cùng những người anh em khác đã đứng chờ ở đây từ lâu lắm rồi. Hóa ra anh Cheese không nỡ để đồng đội của mình đi vào chỗ chết. Lúc này, Lacey trong mật thất bị bọn tay sai của tên trùm trói chặt trên ghế, định giở trò có ý định hấp xiêm. Thì đúng lúc này, Burnley đã đột nhập nhanh chóng vào bên trong. Chỉ với một con dao, anh đã giết chết hai thằng đầu khất, đắp chiếu ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng cầm tay Lacey chạy ra ngoài. Cheese cùng những đồng đội khác thì phục kích ở bên ngoài, nhưng không ngờ được rằng, Burnley dắt tay Lacey đi được một đoạn thì cũng gặp phải bọn tay chân của tên trùm. Bọn chúng lập tức phi vào tấn công như con thiêu thân. Burnley một mình yếu thế, nhanh chóng bị bọn nó gô cổ lại, thì bất ngờ từ phía sau chúng nó, đội quân Expendable đã xuất hiện, xông vào đánh nhau, giải cứu đội trưởng cùng con tin là Lacey. Burnley cũng nhân cơ hội thoát thân, cả đám đánh nhau ngay trong kho chứa ma túy của tên trùm James. Lúc này do không có sự chuẩn bị từ trước, cả hai bên đánh nhau bằng tay không loạn xạ, nhưng cũng chỉ là mũi đốt inox với biệt đội Expendable. Lúc này bọn chúng được bắn tín hiệu từ xa, thế là ngay lập tức có một đội khác vác theo vũ khí xuống tấn công bọn họ. Nhưng may mắn trong số bọn họ có tay súng thiện xạ hêu, một trọi một đống, khiến cho đám người bọn chúng không thấy đường về quê mẹ. Cheese thì có hàng loạt con dao làm phi tiêu yểm trợ cho mọi người chạy ra ngoài. Nhưng khi mà họ nghĩ bản thân mình đã chạy an toàn được ra ngoài, cho đến khi mở cửa, không ngờ được đã có một toán lính phục kích bên ngoài, với hàng loạt vũ khí trên tay. Thế là biệt đội Expendable đành rút lui vào bên trong trước rồi sẽ tính sau. Lúc này tên trùm James đem Lacey ra để uy hiếp tướng quân
Gaza, ra lệnh cho binh lính tiêu diệt biệt đội Expendable và công khai chiếm vương quốc này. Thế là ông ta đành phải nghe theo tên James, nhưng công bố với binh lính chưa hết được một câu, thì tên James một tay giữ Lacey, một tay cầm súng bắn chết tướng quân Gaza ngay trước mặt tất cả mọi người. Đội quân binh lính thấy vậy, tưởng rằng biệt đội Expendable giết chết tướng quân của mình, thì cũng lập tức xả đạn về đối diện. Các thành viên khác đều hét bảo Bernay nổ bom đến lòi cả họng, mà ông thần thì cứ chần chừ. Lúc này anh ra Dan Hale mới tức giận, cái định mệnh ấn nổ bom đi thằng kia. Thế là cuối cùng Bernay cũng nhắm mắt ấn cho nổ hàng loạt quả bom mà họ đã chuẩn bị sẵn. Ngay lập tức với hàng loạt tiếng nổ, dinh thự của tướng quân cũng nổ bung bét, hơn cả nổ bỏng ngô. Đám người chứng kiến được điều này thì nhanh chóng vội vàng tháo chạy, đâu cũng là bom và đạn. Biệt đội Expendable cũng đột phá thành công, Cheese nhanh chóng làm chủ cục diện, tấn công lại đám binh lính. Lacey lúc này cũng bị tên trùm kéo chạy khỏi hiện trường, sau đó thì mọi người cùng nhau tấn công binh lính. Đám lính thấy người ở đâu là liên tục xả đạn vào đấy, một trận chiến đẫm máu lại bùng nổ. Rất nhiều người đã chết, nhưng may mắn đội quân Expendable vẫn đầy đủ không thiệt hại một ai. Tiểu Lý phát giác được tên James đang bỏ chạy cùng Lacey thì lập tức anh vươn người qua khu bên cạnh, sau đó ném quả bom gây ra vụ nổ lớn để chặn đầu đám người đang định bỏ trốn. Tên tay sai của tên trùm cũng là một người vô cùng lợi hại và nguy hiểm, hắn ta ở lại đối phó với những thành viên khác để tên trùm lôi Lacey bỏ chạy nhanh chóng. Lúc này thì anh chàng Hale nhanh chóng túm lấy đầu con vợ, rồi cả hai vật nhau giữa làn mưa bom bão đạn. Hắn ta vô cùng khỏe khiến cho Hale không thể dùng sức được nữa. Anh cố tình lôi tên đầu moi đó vào gần nơi có bom, sau đó thì không có sau đó nữa. Sau đó thì những vụn vặt của dinh thự cũng cứ thế mà nổ cho đến khi không còn một cái nịt nào cả. Tên James thấy tình hình éo thể ổn chút nào, hắn ta nhanh chóng kéo Lacey chạy qua các hố bom và các cơn mưa đạn bỏ chạy. Không ngờ Bernay lại nhắm được và đuổi theo vào tận sâu trong rừng. Hắn ta liền đưa Lacey ra để đe dọa Bernay phải hạ vũ khí xuống. Vì tính mạng của Lacey, anh đành phải làm theo lời hắn nói. Không những thế, hắn ta còn bắn trượt vào chân của Bernay một phát, sau đó thì gào mồm lên chửi rùa. Ngay lúc Bernay định phản công lại, thì hắn ta cũng bị một làn đạn liên tục xả vào người, cuối cùng là một con dao găm phi vào trúng ngực. Hóa ra đó là sự xuất hiện của Cheese, đã giải cứu được cả hai người. Đấy, vừa mới cứu nó xong, giờ nó cho ăn cơm chó đấy. Cuối cùng thì đường dây ma tué cũng được triệt phá. Không những thế, bộ máy nhà nước còn được gây dựng lại từ đầu. Lúc này biệt đội Expendable chuẩn bị lên máy bay trở về. Con vợ Lacey và Bernay vẫn còn rất chi là quyến luyến nhau. Nhưng cuộc vui nào mà chả có ngày tàn. Bernay đành lên chuyên cơ và hứa với Lacey anh sẽ trở lại thăm hòn đảo này vào dịp gần nhất. Nhưng câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Được rồi, đừng quên like, share và theo dõi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập phim tiếp theo nha.